Tình giúp khổ sầu ngày ngày vui tu tập, tinh tiến trong đạo màu, nhưng tâm cầu giác ngộ. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên internet mỗi ngày. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên mạng internet và Man Talk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Dạ, con kính tri ân sư, cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2021. Phật lịch 2564, giáo trình ngoại ngữ Pali, bài 21, kinh văn nếp sống ung dung tự tại của người con Phật và học Phạn ngữ. Một số danh từ và động từ sẽ được ngài Tỳ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai điều mang tai biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước làm được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã tịch bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, cảm ơn Phan Việt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Bài học hôm nay, giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 21, kinh văn nếp sống ung dung tự tại của người con Phật và học Phạn ngữ. Một số danh từ và động từ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Ngài có nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu ạ. Con kính dâng mít đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính mong đạo tràng chờ trong giây lát, ngài trời siêu đã rất ngát đời ạ. Dạ, con kính dâng mít đến quý ngài ạ. Dạ, con đã thấy ngài trời siêu trở lại đạo tràng rồi, con cung thỉnh ngài bạch ngài. Thưa quý vị, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi trong giây lát. Hôm qua thì đoàn tôi siêu cũng gặp đường truyền như vậy. Và cuối cùng rồi thì chúng tôi phải truyền thanh trực tiếp. Thưa quý vị, trong bài học phần ngữ hôm nay đó, ngoài phần kinh văn, thì chúng ta không có học phần văn phạm. Mà thay vào đó thì chúng tôi muốn quý Phật tử làm quen với một cái danh sách, những cái danh từ và động từ. Những danh sách này, một khi chúng ta làm quen đó, thì tương đối là chúng ta có một số ngữ vựng căn bản để làm các bài tập. Bởi vì chúng ta học một tuần có một lần thôi. Do vậy, chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ dạo tới dạo lui ở trong cái danh sách từ vựng này. Nếu mà chúng ta nhớ được khoảng chừng 40 danh sách như vậy đó, thì quý vị sẽ có cái vốn liếng khoảng 500 từ vựng danh từ và khoảng chừng 200 động từ, thì lúc đó chúng ta có thể đọc vào trong kinh tương đối thoải mái. Thật sự thì chúng ta không nhất thiết là mình phải đọc suôn sẻ hết, nhưng mà có chữ thì mình tra và mình có thể tra được. Nhưng mà nếu chúng ta có một số từ vựng căn bản thì quý vị sẽ cảm thấy rất là thích. Không phải chỉ đọc vào trong kinh điển mà chúng ta còn không có phần kinh tụng nữa. Và vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng để quý Phật tử có được một số từ vựng. Và tất cả những từ vựng này thì chúng tôi hiện là đang trích từ quyển Pali Hàm Thụ của Thượng Tọa Thời Siêu. Tại quý vị biết rằng Thượng Tọa Thời Siêu thì Thượng Tọa rất là mong muốn là làm cái chữ sao nó đúng cái nghĩa như Thượng Tọa muốn. Thành ra chúng tôi đặc biệt là không có lấy những cái từ ở bên ngoài để dịch, mà chúng tôi trích lấy từ thẳng từ quyển Pali Hàm Thụ thôi. Nên hôm nay quý vị sẽ đừng ngạc nhiên là chúng ta không học phần văn phạm như là những bài trước, mà chúng ta sẽ đi tạm vào một danh sách các cái từ vựng. Và bây giờ thì trong lúc mà chờ Thượng Tọa Thời Siêu vào, xin được thưa rằng khi nào Thượng Tọa Thời Siêu vào được, xin quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết. Rất là và cũng có thể là Thượng Tọa phải nói chuyện qua đường truyền của về tri. Quý vị, trong cái phần kinh văn ngày hôm nay đó, chúng ta trích một đoạn ở trong cái tập gọi là Pháp Trang Nghiêm, ở trong bài kinh Pháp Trang Nghiêm, một bài kinh mà chúng ta sẽ học tới ở trong tuần này. Ở trong bài kinh này là vua Ba Tư Nặc đến đảnh lễ Đức Phật. Nhà vua nói về cái sự niềm hoan đối với giáo pháp, và một ở trong những niềm hoan hỷ của giáo pháp đó là nhà vua đi đó đi đây tiếp xúc với các vị tu sĩ, thì nhà vua nhận ra rằng những cái vị tăng sĩ Phật giáo sống an lạc và cái nhận định, cái nhìn của nhà vua đó gợi nhắc cho chúng ta rất là nhiều về hình ảnh của tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế.
tại sao đi tu không phải là buồn khổ như là người ta nghĩ, và cái hình ảnh an lạc của các vị tăng sĩ đó nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái nhìn của quần chúng. Nếu chúng ta ở trong chùa tu tập làm việc thiện, việc tốt, mà đời sống lúc đầu cũng sự khổ sở, cũng phiền muộn, cũng hận thù, cũng phiền não, thì thật ra Đức Phật ngài thật ra trong bài kinh này cho chúng ta thấy rằng chúng ta thực sự chưa có làm tốt đời sống của mình, và chúng ta chưa có thấy được giá trị của giáo pháp, chúng ta chưa hưởng được những lợi ích do chúng ta tu tập pháp của Đức Phật. Thành ra bài kinh này cũng là một cái đoạn kinh rất là lời rạc lạc, rất là thú vị để chúng ta đào sâu vào. Quý Phật tử Hoàng Nghĩ cho chờ cho chúng tôi một chút xíu nha, cho chúng tôi một phút chúng ta sẽ trở lại liền. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn chờ đợi. Thưa quý vị, một trong những cái phương cách mà học đó, nhanh là chúng ta học bằng niềm hoan hỷ, học bằng sự ưa thích. Và để có được cái sự ưa thích hoan hỷ thì thường là nếu chúng ta có sự tiến bộ, và tiến bộ thực sự thì mình hoan hỷ. Cũng như là chúng ta học trung bộ kinh, học trường bộ kinh, nếu chúng ta học mà không thấy cái lợi ích thì quý Phật tử không thể nào trở lại trung trung học từ ngày này sang ngày khác. Riêng đối với tiếng Phạn cũng vậy, có một số vị rất là thích nghe tụng kinh tiếng Phạn, nhưng mà rồi các vị lại không có quý vị lại không có có chịu học kinh tiếng Phạn, tại vì mình cảm thấy mình học kinh mình khó nhớ. Nhưng mà như vậy, đây là kinh nghiệm của cá nhân chúng tôi và cũng của nhiều người nữa. Khi mà mình đọc được tiếng Phạn, tiếng Pali, và khi mình cảm thấy quen thuộc với mặt chữ, thì mình sẽ dễ nhớ hơn. Ví dụ như là chúng ta đọc chữ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chữ Nam Mô là Nam Mô, chữ Nam Mô cũng tương đối quen. Rồi Tassa là vị ấy, thì chữ nó hơi lạ chút xíu, nhưng mà trong thời gian ngắn quý vị sẽ tìm thấy chữ tăng, chữ tát xá, chữ ta chẳng hạn, và thời gian quý vị sẽ quen. Phát câu a tô là thế tôn mà, cũng là một chữ quen thuộc. Nếu chúng ta học càng đọc càng nhiều thì chữ phát câu a tô dễ nhớ. Arahato là bậc ứng cúng hay là bậc đấng trọn lành cũng nhớ. Samma Sambuddhassa có nhiều cách dịch là Samma Sambuddhassa gì là chánh đẳng giác, Samma Sambuddho là chánh biến tri, hay hoặc giả là người Trung Hoa họ không dịch họ âm là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Samma Sambuddho âm là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì thứ vì khi một người mà đã tương đối quen, dạ tương đối quen với cái chữ Arahant rồi Phakawa rồi Samma Sambuddho, mình quen đã quen thì dễ nhớ. Khi mà mình đọc cái chữ gì đó mà cái chữ đó nó có ý nghĩa với mình, dễ nhớ và dễ nhớ thì dễ học thuộc lòng, mà học thuộc lòng không rồi, ví dụ như là có nhiều vị học thuộc lòng thời gian rồi đọc kinh mà mình đọc mà ibehi diba tuba di sakarehi butang thang san khang abhibu chayami, mình đọc thì mình quen mặt chữ, đọc nhớ. Nhưng một khi mà mình vào trong các lớp phản ngữ mà mình học thuộc, mình học thuộc một số ý nghĩa mà mình làm quen rồi đó, thì chúng ta sẽ có cái trớn để đi tới, để nhớ nhiều hơn. Bởi vì sao? Mình càng hiểu thì càng thích hơn. Những người mà tụng kinh mà không có hiểu cái nghĩa đó, thì thật ra chúng ta không có thích học nhiều, về rất là dễ quên.
nhưng mà học kinh mà mình nhớ rất là hoan hỷ. Dạ, rất là hoan hỷ. Chúng tôi thường chỉ cho quý Phật tử một cách mà chúng tôi học hồi còn nhỏ đó, đó là chữ đô nghĩa đó. Về cái chữ chỉ đô nghĩa đó thì nó cũng có cái lợi, ví dụ như là mình nói là Itibiso Phakawa là Đức Thế Tôn, ngài là bậc, dạ. Rồi Sam Arahant là ứng cúng Samma Sambuddho, chánh biến tri, Vicca Chara Sambano là minh hạnh túc, Sukato thiện thể, Lokavidu thế gian giải. Thì những chữ này đó, quý vị nghe chúng tôi nói chữ Phạn, quý vị nghe nó nhiều khi nghe xa lạ, nhưng một khi ô dạ có thừa tọa từ siêu vào rồi, xin kính thỉnh thừa tọa từ siêu khoan hỷ bắt đầu cho bài học ngày hôm nay. Kính thỉnh thừa tọa. Rồi. Rồi, sư phụ mở mic chưa sư phụ? Sư phụ đợi con một xíu. Quý Phật tử khoan hỷ chờ đợi trong giây lát, sư tự trì đang cố gắng để nối đường truyền với thượng tọa tự siêu. Thật ra thì bây giờ thì chúng ta cũng có nhiều cách thưa thì bây giờ thỉnh thượng tọa tự siêu. Thế là kính cung thỉnh sư phụ bắt đầu buổi giảng mà sư phụ. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Anh xin lỗi cho tôi biết về quý Phật tử. Hai hôm qua chúng tôi bị trục trặc, và ngày hôm nay lần đầu tiên chúng tôi mới thuyết giảng thử cái cách xài Zoom. Và do sự tự tri hướng dẫn, không biết là quý vị có nghe rõ hay tốt không? Dạ thưa, âm thanh rất rõ và sư phụ. À, tốt, tốt. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Chúng ta trở lại với bắt đầu bài học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học hai phần, cái phần kinh văn và cái phần văn phạm. Phần văn phạm thì liên dịch cho bài học trước, bài học như cái văn phạm tuần trước và dịch, và chúng ta học mới là học về một số từ vựng để chúng ta làm quen. Còn cái phần văn thì
chúng ta trích đoạn trong cái bài kinh Trung Bộ, kinh Pháp Trang Nghiêm. Và ở đây nó có nhiều cái giai đoạn, nhưng mà chúng ta học ở cái đoạn thứ ba, nói sơ lược về cái đoạn kinh này thì Đức Vua Pasenadi đi đến viếng thăm Đức Phật và đã trình bày với Đức Phật là có những cái con đi con thấy các du sĩ ngoại đạo chư sĩ ngoại đạo dùng sa môn và la môn hành trì phẩm hạnh, nhưng mà có giới hạn trong 10 năm, 50 năm, 30 năm, 40 năm, giống như là chúng ta gọi tóm tắt là tu do duyên. Sau thời gian cái họ vừa tục ra, họ trở lại, họ tắm rửa, họ sử dụng phấn sáp, vừa râu tóc khéo chạy chuốt, sống hưởng thụ một cách sung mãn. Còn ở đây con thấy các cái tỳ kheo sống hành trì phẩm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Con không thấy ngoài đây ra có một phẩm hạnh nào khác viên mãn hơn thanh tịnh như vậy. Cho nên Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Đức Thế Tôn. Sama Samputo Phakwa Savakato Phakwata Thamo Subhatipano Phakwato Savakasangko. Nghĩa là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán trên đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng, chúng thành văn đệ tử Thế Tôn khéo tu tập hành trì, thì đó là cái Đức Vua Bát Xê Đa Đi trình bày Đức Phật về cái thăm Bành Qua Vô, thăm Bành Qua Vô của vua đối với Tam Bảo. Thứ nhất, thứ hai đó là vua Bạch Đức Thế Tôn rằng các Bạch Đức Thế Tôn các vua chúa cãi lộn, các sắc đế lì cả lộn với sắc đế lì, bà la môn cả lộn, bà la môn gia chủ cả lộn với gia chủ, mẹ cả lộn với con cả lộn mẹ, cha cả lộn với con cả lộn với cha, anh em cả lộn với anh em cả lộn với chị em cả lộn với anh em, bạn bè cả lộn với bạn bè. Còn ở đây mà Thế Tôn con thấy các vị tỳ kheo sống với nhau thuận hòa thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước và sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đây ra có một phẩm hạnh nào khác viên mãn thanh tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn rằng Thế Tôn bậc A-la-hán
bậc chánh đẳng chánh giác pháp được Thế Tôn khai thuyết theo thuyết giảng. Chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn khéo tu tập hành trì là thứ hai. Thứ ba là có đi du hành tản bộ từ công viên này đến công viên khác, từ cung viện này đến cung viện khác. Con thấy một số sa môn và la môn gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì để bắt để người ta nhìn. Và Thế Tôn có suy nghĩ, thật sự các bậc tôn giả này sống hoàn mạnh, không được quan hỷ, hay có những ác nghiệp được vô kích, do vậy các tôn giả này mới gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì để bắt để người ta nhìn. Tôi đi đến với họ và hỏi vì sao các tôn giả lại gầy mòn, khốn khổ như vậy. Các vị trả lời, vì chúng tôi bị bệnh gia truyền. Còn ở đây Bạch Thế Tôn có thấy các tỳ kheo hân hoan phấn khởi, nghĩ là các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào hỷ phúc của người khác, với tâm như thú rừng. Và Thế Tôn có nghĩ thật sự các tôn giả này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự. Các tôn giả này nên các tôn giả này hân hoan phấn khởi, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào hỷ phúng người khác, với tâm tư như con thú rừng. Và Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc tu tập khéo hành trì. Thì cái pháp truyền thống thứ ba là cái đoạn đó được từ tòa gia đẳng trích để làm cho kinh văn bài học ngày hôm nay. Khi mà chúng ta hiểu được cái bài kinh Pháp Trang Nghiêm thì đoạn kinh này đối với chúng ta rất là dễ, chỉ có điều là chúng ta y cứ vào Pali. Cái chữ y thác, y tả trong bài kinh này đó, là một trạng từ chỉ lên chốn, tức là ở đây tức là trong trường hợp này. Panahan là do hợp âm của chữ Panna và chữ Ahan. Chữ Panna đôi khi dịch là nhân, vân vân, cái gì nó đi ngược lại. Thì ở đây chữ Ithapanna còn Ahang Pante và Thế Tôn, Ahang Sami và Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo, chữ phích khu ở đây là phải đối cách xuống nhiều, là đối cách xuống nhiều. Còn chữ Passami là một động từ ngôi thứ nhất, vì có chữ A-han ở chủ ngữ phía trước, chủ ngữ ngôi thứ nhất. Mà Thế Tôn có thấy các tỳ kheo hát thác và hát thê. Chữ hát thác và hát thác đều đồng nghĩa. Chữ hát thác TTH chấm dưới, nó là quá khứ vô từ của động từ Hasti có nghĩa là cười, là vui. Thành ra chữ hát thác
này nó có nghĩa là cái sự hân hoan. Bát thê nhấn mạnh thêm cái thứ ngôn ngữ bát, nó có nghĩa là phấn khởi. Hát thắp bát thê tức là hân hoan phấn khởi. Dịch trên xuân câu dịch gì? Ủa đất, bút đất ghê, bút đất ghê ở đây đó là nó cũng hai từ, ủa đất gá và ủa đất gá, ủa đất gá khi mình ghép chung lại thành ủa đất bút đất gá, ủa đất gá thì ở đây dịch là hỷ lạc. Lẽ ra thì ở trong cái cái chữ ủ đắc gá, ủ đắc gá nhấn mạnh hai chữ đó thì chúng ta dịch là chữ phấn chấn. Nếu mà xài chữ hỷ lạc mai mốt nó sẽ trùng với cái chữ khác. Ở trong kinh chúng ta thường xài cái chữ hỷ lạc, chữ hỷ lạc như chữ bi tí, ôm vấn xa chẳng hạn, ôm vấn trái hay bi tí. Ở đây ủ đắc gá, ủ đắc gá tức là cái sự phấn chấn. Abhi arata rupe chữ rupa ở đây đó chúng ta phải hiểu là cái sắc thái hay là cái thần thái, cái thái tươi vui tươi, thần thái vui tươi. Cái chữ này ở trong trong bản kinh không có dịch, còn chữ pinin rye Vinilije từ chữ Pina, nó xuất phát từ cái, chúng ta có cái chữ Piti đó, chữ Piti. Động từ Pinati có nghĩa là no, Pinati, Pideti là no. Thật ra chữ Piti có nghĩa là phỉ, phỉ lạc. Mà chữ Vinilije đó, Vinilija là các vị tỳ kheo có các căn được sung mãn, các căn được sung mãn. Chữ piti có nghĩa là sung mãn. Các căn đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, các căn được sung mãn. Rồi mới đến cái chữ aposuke. Aposuke ở đây có nghĩa là không vọng, không có bồn chồn. Banalove là bình tĩnh. Pranatavute, chữ vute ở đây nó có nhiều nghĩa, nhưng mà nó có cái nghĩa sự sinh hoạt. Và ở đây chúng ta dịch là sống. Pranatavute tức là dựa vào cái sự hỷ phúc của người khác, hay là dựa vào cái sự cho người khác cho, sống dựa vào cái sự bố thí của người khác.
Ở đây chúng ta dịch cho nó đẹp, như bản dịch là sống dựa vào sự hỷ phúc của người khác. Bi gá phu tê na chê tà sa viharante, viharante tức là hiện tại phân từ, phân từ viharante. Có nghĩa là sống hay là trú. Trú với tâm, trên ta xa là với tâm, trú với tâm. Còn chữ bí gấp phu tê là trạng thái hay là tâm trạng, sống với tâm như thú rừng. Thì chữ bí gá ở đây cái nghĩa nó có hai nghĩa. Chữ bí gá có nghĩa là thú rừng, nhưng mà chữ bí gá cũng có nghĩa là con nai. Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta dịch là sống như cái tâm như nai thì người ta khó hiểu, không biết con nai có cái gì. Nhưng mà ở đây xài cái chữ thú rừng, ý nghĩa nó rất là hay. Vì các vị tỳ kheo đó, Đức Vua thấy các vị tỳ kheo có sự hân hoan phấn khởi phấn chấn, cái thần thái vui tươi, các căn sung mãn, bình tĩnh không có dao động, sống thì nhờ vào cái hỷ phúc của người khác, tức là các ngài đi khất thực, chỉ đi khất thực ăn thôi. Nhưng mà các ngài luôn luôn trú với cái tâm như thú rừng, có nghĩa là an nhiên tự tại, không có bị sự ràng buộc. Cái đoạn đó có nghĩa gì? Đó là lời của Đức Thế Tôn. Thì tasmai hăng tâm tê y tát đa hô xí. Thì tasmai hăng, khi mà trong cái phong của tiếng Pali đó, thì đi kèm với một cái đại danh từ nhân sư đệ tử, thì ở phía trước có một chỉ thị đệ tử, nhưng chủ ngữ là số a han. Thì khi mà chia theo sở thuộc tắc thì tắc sa mai han cũng là cách thứ sáu. Tắc sa cách thứ sáu, mai han cũng là cách thứ sáu. Còn chữ e tăng a hô xí tức là e tăng a hô xí. A hô xí có nghĩa là đã là. Cái thành ngữ e tăng a hô xí có nghĩa là tư tưởng này đã có nơi con. Mà dịch sư chúng tôi là con suy nghĩ như sau: nếu mà học phong phạm thì học phong phạm Pali là chúng ta phải hiểu cái cách câu trúc câu. Còn khi mà dịch nghĩa thì chúng ta dịch cho nó thoát văn, về chúng ta lấy ý. Chứ còn nếu như mà chúng ta dựa theo cái câu tiếng Việt Bạch Thế Tôn có suy nghĩ như sau, thì trong trường hợp đó nó lại có một phong Pali khác. Ahang tan te evang chin te mi, có suy nghĩ như sau. Nhưng mà ở đây cái văn phong Pali đó thường thì ở trong tình trạng gọi là tasmai hang tan te etara hosi,
thì cái chỗ đó nó đồng nghĩa với cái câu bây giờ chúng ta nói từ này ahang phân tê e văn chinh tê tít chinh tê mí. Bạch Thế Tôn có suy nghĩ như sau: Atha ime ayas vanto tasapakoto sasane ularang bốc bê nạp răng vì xê sang chan năng thích. Chữ Atha đó nó là một cái trạng từ bất biến, bất biến từ mà thuộc về trạng từ thể cách chắc chắn. Chắc chắn, chắc chắn là ở đây Ngài dịch là thật sự là Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài có một cái phong cách dịch riêng. Thí dụ như khi Ngài nói đến cái gì, ai phát biểu cái điều gì thật sự, chúng ta cũng thường hay, trong cái văn nói chúng ta cũng thường hay nói được đó. Nhưng mà chúng ta tha trong trường hợp này phải hiểu nghĩa xác định chắc chắn. Chắc chắn các tôn giả này, các tôn giả này cha nan tí ý thức được. Ở đây chữ cha nan tí có nghĩa là thông hiểu được. U la răng, một sự thù diệu. Quý xê xăng là sự đặc biệt. Chữ áp răng tức là nào khác hay là nào đó. Chữ áp răng, chữ áp răng chúng ta xài cho cái nghĩa ví dụ như cái nào trong hai cái này thì cái đó gọi là ime sút đi sút áp răng. Cái nào trong hai cái này thì ở đây chữ búp bê đá, búp bê na áp răng chúng ta phải tách ra hai chữ này ghép chung lại do cái lực hợp âm thôi, chứ không thể dịch chung được. Chữ búp bê nát có nghĩa là tương tự hay là thứ lớp. Còn chữ aparangusesang tức là một sự đặc biệt thù diệu nào đó ở một cách tương tự. Tassapakoto sasane tức là trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ở đây Đức Vua bạch với Đức Thế Tôn: là con thấy các vị tỳ kheo, các căn sung mãn, hân hoan phấn khởi, phấn chấn, không dao động, bình tĩnh sống dựa vào hạnh phúc của người khác, với tâm như thú rừng, tự do tự tại. Thì lúc đó Đức Vua mới suy nghĩ rằng chắc chắn là những cái tôn giả này đã biết gì đặc biệt, nói như bí mật vậy đó, đã biết cái gì rất đặc biệt, rất thù thắng ở trong giáo pháp này. Cho nên các vị đó mặc dù sống thì không thật gan ngại mũi, nhưng mà lúc đầu da dẻ cũng hồng hào, thân thể cũng cái thần thái rất là vui tươi. Thì cái đoạn sau đó
Thực ra đó thì ở đây chúng ta nên ghép một câu lại, nó thành từng đoạn chứ phân ra ngắt đoạn như thế này đó, thì làm của chúng ta theo dõi để dịch thì nó hơi rắc rối, khó hiểu. Thí dụ như theo chúng tôi thì Ithat panahang tante kikhu basami hathapahathe udakudakge afirata rupe pidin driye apostate panaluke paradatta ute bigapute na cetasa viharante tasmayang tante etadahose. Còn ở đây mà Thế Tôn có thấy các vị kheo hân hoan phấn khởi, ý là các tâm thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ phúc của người khác, với tâm tư như vua thú rừng, và Thế Tôn có suy nghĩ như sau. Rồi mới bắt đầu qua cái đoạn khác. Thì cái đoạn này đó, cái đoạn thứ hai đó, Atha ime ayasvanto tasapakoto sasane ularang upena parang vise sangchananti tata hi me ayasvanto hathapahatha ê đặc cú đặc gà phía ra tắc rupa pinindriya aposuka panaloma paradatavuta vigaphute suk vigaphute na te sana viharan tây tí. Chắc chắn các tôn giả này hiểu biết được cái gì đặc biệt thù thắng ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, nên các tôn giả này hân hoan phấn khởi vì là các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào hỷ phúc của người khác, với tâm tư thoải mái như thú rừng. Rồi một cái đoạn thứ ba đó, Ayam Bikho Me Pante Phát Quát Tí Tham Manh Và Vô Hô Tí Sama Samputho Phát Quát Sva Kha Tô Phát Quát Ta Tham Mô Subhati Bano Phát Quát Tô Sa Quát Kha Sang Khô Tí. Chúng ta phải ghép chung hai câu lại. Bạch Thế Tôn điều này là pháp truyền thống của con đối với Đức Thế Tôn. Thật sự ra chữ thâm manh quay vô, thâm manh quay vô hồ tí, cái chữ này khó dịch lắm, cái chữ anh quay vô khó dịch lắm, chữ anh vô nó có nghĩa là loại trí. Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta dựa vào cái cách nói của vua Bá Xê Na Đí thì chúng ta có một cái nghĩa khác. Chữ anh có giá nó có nghĩa là cổ truyền hay là thông lệ. Bây giờ chúng ta dịch cái gì nghe nè, ông vua cũng luôn luôn ông có, ông có một cái chúng ta thường nói, chúng tôi mới thoáng qua con từ chúng tôi lại không bắt kịp, không nhớ kịp cái chữ đó.
giống như là chúng ta gọi là ấn tượng đó, chứ thăm thăm ban có vô giống như ấn tượng. Ấn tượng ông vua nói rằng do con suy nghĩ con thấy như vậy, con thấy như vậy, con có suy nghĩ như vậy, rồi đây là cái điều này là cái ấn tượng của con đối với Đức Thế Tôn. Mình xài chữ ấn tượng rất là hay, chúng ta xài chữ ấn tượng rất là hay. Chữ chữ tham anh của vô, tham anh của vô là ấn tượng, ấn tượng đối với Đức Thế Tôn. Phát qua tí là xài định sự cách của phát qua tú, phát qua tu là chia cách, có cái bản chia riêng xuống gì, bản chia riêng. Còn chữ phát qua tí thì có nghĩa đối với Đức Thế Tôn. Đây là ấn tượng của con đối với Đức Thế Tôn là Samma Sambuddho Phakkhava. Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, tức là ngài đã giác ngộ cái chân chánh đó. Svakkhato Phakkhavata Thammo. Còn về giáo pháp thì giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Suvatipanno Phakkhavato Savakasangho. Chữ sanh khô trong trường hợp gì sao và cái sanh khô là chữ sanh khô có nghĩa là chúng, và chúng ta phiên âm là tăng, chúng ta đọc âm là tăng hay tăng già. Ở đây nếu mà dịch đệ tử chúng tăng thì nó xa quá. Chữ sanh khô là một danh từ tổng hợp, cho nên chúng ta phải dịch là chúng, chúng thanh văn của Đức Thế Tôn. Dịch chỉ là gọn chúng thanh văn của Đức Thế Tôn. Suvatipanno mà thường thường ở trong cái bài kinh ân đức tăng ấy, chúng ta dịch Suvatipanno có nghĩa là thiện hạnh. Như ở đây cái người khéo hành trì, khéo hành trì. Ông vua này ông có ấn tượng với Đức Thế Tôn ở bốn điều. Cái ấn tượng thứ nhất là khi mà nhìn thấy chúng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn thể tu thì tu đến trọn đời, tu trung thành với giáo pháp chứ không phải là tu vô duyên. Những người nào mà tu vô duyên ở trong Phật giáo, tu một tháng hai tháng rồi vờ tục ra quay trở lại cái cuộc sống bình thường như vậy thì vị đó không phải là những đệ tử thù thắng của Đức Phật. Đệ tử của Đức Thế Tôn hả, một khi mà đã chấp nhận xuất gia, đã chấp nhận tu là phải tu đến trọn đời. Mà ngày xưa đó thưa quý vị, thời Đức Phật ít có ai mà quần tục lắm, ít có vị nào, vị tỳ kheo nào quần tục ra hạ tu, tu đến trọn đời. Cho nên ông vua mới có ấn tượng với Đức Thế Tôn theo ba điều. Chúng ta lấy ba cái, chúng ta lấy ba điểm này thì mà chúng ta niệm cũng Phật cũng được. Khi mà quý vị lên đại lễ Tam Bảo đó, quý vị chắp tay quỳ xuống, chắp tay lại thứ nhất, quý vị niệm trong tâm rằng Samma Sambuddho Phakkhava. Lại thứ hai Svakkhato Phakkhavata Thammo. Lại thứ ba Suvatipanno Phakkhavato Savakasangho. Chúng ta lại như vậy đây cũng là ý nghĩa là chúng ta có tham ăn qua vô đối với Tam Bảo. Cái đó cũng cái hay cái bài học đó thôi. Thì ông vua ông nhìn thấy cái sự sinh hoạt của tăng chúng, ông khởi lên cái niềm tin
Mà phải nói rằng ở đây là một cái niềm tin rất là đặc biệt của các vị cư sĩ thời Đức Phật. Đức vua khi có niềm tin đối với Tam Bảo thì không phải là vua có niềm tin suông mà đi đến để thỉnh chư Tăng tụng kinh cầu an cầu siêu đâu. Mà Đức vua có niềm tin với Đức Phật, với giáo pháp của chư Tăng vậy là dựa vào một cái sự kiện đặc biệt nào? Như là thấy các sa môn và la môn ngoại đạo tu khổ hạnh đường thời gian rồi sau sống trở lại cái đời sống lợi dưỡng, còn chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn thì sống phạm hạnh thanh hạnh cho đến trọn đời. Rồi thứ hai nữa là chúng ở bên ngoài đó, ở trong gia đình quyến thuộc cãi vã với nhau, nghi lộn với nhau, nhưng mà chúng đệ tử Đức Thế Tôn thì lại sống hòa hợp với nhau. Rồi cho nên vua có cái ấn tượng. Cái điều này thì tốt lắm thưa quý vị. Chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta sẽ có được một cái niềm tin Tam Bảo một cái chắc thật. Thì ở trong cái đoạn kinh văn hôm nay đó, nếu mà chúng ta hiểu được ngọn ngành của cái bài kinh đó, thì chúng ta thấy cái đoạn kinh này rất là hấp dẫn, rất là lý thú và có ý nghĩa đặc biệt. Mà chắc có lẽ là trong ngày mai chúng ta sẽ học tới bài kinh này, lúc đó chúng tôi sẽ, nếu Thượng Tọa Giác Đẳng có nêu lên những câu hỏi có liên quan thì chúng tôi sẽ trình bày tới cho quý vị. Còn bây giờ thì đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài học Phần ngữ Bali tối hôm nay. Cái phần sau còn lại xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng hướng dẫn cho chư Phật tử làm bài tập trước và hướng dẫn cho họ học những cái từ vựng về danh từ và từ vựng về động từ. Chúng tôi xin lỗi là vì cái đường nét của chúng tôi sau nó trục trặc quá, để chờ cho đại đức tự trì đi công việc ở Sài Gòn về sẽ củng cố lại cái đường nét của chúng tôi. Còn hôm nay thì chúng tôi vào Zoom mà sẽ đỡ thì nãy giờ chúng tôi quên hỏi, có lẽ là quý vị nghe được hả? Hồi nãy quý vị nghe rõ không? Dạ, âm thanh nghe liên tục không? Dạ, âm thanh rất rõ và liên tục. Có liên tục không sư phụ? Dạ, âm thanh tốt nhưng mà sư phụ thỉnh thu làm bài tập. Tắt máy dùm đi để thỉnh sư phụ. Dạ, dạ, dạ. Sa thu, kính trân thượng tọa, tuệ sư. Thưa vị, nghe tọa thượng sư hôm nay bắt đầu sử dụng Zoom, hy vọng vài bữa nữa thượng tọa sẽ có thể sử dụng Zoom cho các lớp phản ứng thì quý Phật tử sẽ cảm sẽ thấy dễ dàng hơn. Bây giờ thì chúng ta đi qua một số các cái câu phản dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Việt. Chúng tôi không biết là hôm trước là quý Phật tử có còn nhớ bài học kia rồi, có ai làm không? Bây giờ chúng ta dịch câu số 1 thưa quý vị. Câu này là chúng ta dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Việt. Bút thô Sabakehi
Satin Viharang Gachati. Yeah. Có vị nào ở trong lớp học mà đã dịch câu này thì xin quý vị Phật tử hoan hỷ post lên câu tiếng Việt dùm cho. Nếu có vị nào đã dịch thì quý vị hoan hỷ post lên dùm. Buddha, từ cái chữ Buddha là Phật, là Đức Phật, là bậc giác ngộ. Savaki, từ chữ Savaka, Savaka là những bậc thinh văn đệ tử Phật. Thật ra chữ Savaka thì từ cái chữ gọi là người biết lắng nghe, do đó ở Hán dịch chữ rất hay chữ thinh văn. Thinh văn là người biết lắng nghe. Biết lắng nghe nghĩa là người nghe mà lãnh hội được, biết lắng nghe. Đa phần chữ Savaka chỉ cho những bậc mà đã được nghe pháp và đã được khai trị, giống như bậc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hán. Nhưng mà cũng có cách xài khác là chữ Savaka chỉ chung là đệ tử Phật thôi. Và Satin tức là chỉ cho nó là một cái giới từ, giống như cái anh là with, tức là với. Dạ, với, chúng ta cũng có chữ Saha là cùng với, cùng với. Quý Hà Rá là tịnh xá. Có nhiều khi cũng dịch là tinh xá, tịnh xá cũng được. Và đối với người Tích Lan á, thì chữ Quý Hà Rá chỉ cho ngôi chùa Phật giáo. Và quý vị đi khắp nơi trên thế giới, quý vị thấy rằng người ở bên Ấn Độ á, thì ngôi chùa của Bà La Môn giáo gọi là ashram, còn ngôi chùa Phật giáo gọi là vihara. Miền Nam mình ít để ý đến chữ này, nhưng mà nhà chữ tịnh xá ở miền Nam cũng có xài, ví dụ Kỳ Viên Tịnh Xá chẳng hạn. Về sau này thì bên Việt Nam có một cái giáo phái gọi là giáo phái Khất Sĩ, thì họ tận dụng tối đa chữ này. Tất cả các cái giáo phái bên Khất Sĩ ở miền Nam đó, họ không gọi là chùa mà họ gọi là tịnh xá, trừ một vài nơi giống như là Pháp Viện Minh Đăng Quang chẳng hạn. Họ dùng chữ Pháp Viện, nhưng mà thường thường họ dùng cái chữ tịnh xá. Có nhiều cái chữ để chỉ cho cái chỗ ở của các vị tu sĩ. Thí dụ là chữ Quý Hà Rác là tịnh xá, thì đó là một nơi mà có cái tổ chức quy củ hẳn hòi. Có những nơi khác thì có xây cất, nhưng mà không tổ chức hẳn hòi, gọi là Arama. Và Arama tức là mình gọi là Già Lam, Aram Già Lam. Có nơi chúng ta gọi là Aranya là khu rừng chúng ta ở, gọi là rừng thiền đó. Aranya người Việt Nam âm thanh âm Hán Việt gọi là Lan Nhã. Bây giờ thì chữ Aranya dịch là cảnh Lan Nhã đó, thì đôi khi người ta nói chùa ni, nhưng không phải. Aranya chỉ cho tất cả chùa rừng. Vihara tức là tịnh xá, thưa quý vị. Chỉ đúng là chữ Quý Hà Rá là tịnh xá, là nơi chư tăng ở, nhưng mà không nhất thiết là có chỗ thờ phượng. Nhưng mà có chỗ thờ phượng mà chú động ở thờ phượng như chúng ta ngày nay thì chúng ta gọi là Rama. Rama ở đây tức là Già Lam. Ích chí là đi đến. Dạ. Bút thô Savaki hi satin viharang gachati là đúng rồi, Đức Vua đang nhận định là Đức Phật cùng với những đệ tử đi đến tịnh xá hay đến tu viện. Đức Phật cùng với những đệ tử đi đến tu viện. Bây giờ chúng ta bước qua câu thứ hai. Câu thứ hai là Puriso Putena Saha Dipang Thavati. Không biết có vị nào đã dịch câu này chưa? Nếu quý vị nào có dịch câu này thì xin mời quý vị Phật tử post lên câu này. Dạ, có vị nào dịch chữ Puriso hay là Purisa? Thì chữ biết Buriso Buriso giống như chữ Anh, trong tiếng Anh là man vậy đó. Man có nghĩa là người đàn ông, nhưng mà man cũng chỉ chung cho con người. Ví dụ mình nói là manpower,
là nhân loại, hay là mankind, hay là nhân loại. Thì về chữ này á, thì vậy thì chữ Purisa là người đàn ông cũng được, mà là con người một người cũng được. Nhưng mà chữ Purisa, Puriso ở đây là nam tính thưa quý vị. Butena, từ chữ Buta là con trai, Butena là cùng với. Cái này gọi là sử dụng cách. Sá, nó giống chữ Satin, nó là một giới từ. Yeah, một giới từ. Chữ Dipat, Dipat là một cái chữ mà rất là dễ, rất là dễ lẫn lộn ở trong Phật giáo, trong kinh điển, mà phải tùy theo ngữ cảnh. Chữ Dipat có nghĩa là ngọn đèn, mà chữ Dipat có nghĩa là hòn đảo này. Do vậy ở trong ở trong kinh có cái chữ dịch đó, mà chúng ta nghe đó là hãy tự mình thắp đuốc mà đi, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Rồi chúng ta cũng có dịch cái bài kinh gọi là hải đảo tự thân, hãy tự mình là một cái hải đảo là nên nương tựa cho chính mình. Là chữ này nó cũng có, nó tùy theo ngữ cảnh, vừa là ngọn đèn vừa hòn đảo, là người đàn ông cùng với đứa con trai chạy tới hòn đảo là đúng rồi. Bây giờ chúng ta dịch câu số 3. Và Brahmana, cái chữ này á, nếu mà chúng ta đọc thường theo chư tăng mà người Miên, người Thái đọc là Brahmana, và Brahmana tức là chúng ta gọi là Bà La Môn giáo, Bà La Môn, xin lỗi, Bà La Môn hay là Phạm Chí. Phạm Chí cũng là chữ dịch của chữ Pram, dịch là Phạm. Chữ Pram á là Phạm Thiên, Pram á là Phạm Thiên, tức là chữ Pram nguyên nghĩa là trong sạch. Brahmana dịch là Bà La Môn hay là người Bà La Môn. Nhưng mà người Việt Nam có cái âm cái chữ khác là Bàn Môn. Bàn Môn là dịch tắt của chữ Bà La Môn. Nhưng mà người Việt Nam mình á, cách đây khoảng 100 năm á, thì người ta dùng chữ Bàn Môn Tả Đạo. Và Bàn Môn mới là chỉ cho đạo Bà La Môn, và Tả Đạo chỉ cho Thiên Chúa Giáo. Khi mà nói Bàn Môn Tả Đạo tức là nói là Tà Đạo. Và thời đó gọi Tà Đạo thật ra. Chữ Brahmana gì là Phạm Thiên, hay là Phạm Chí, hay là vị Bà La Môn. Dạ. Matula, chữ Matu là mẹ, Matula có thể là cậu, mà ở trong tiếng Phạn cũng có gì là dưỡng nữa, tức là anh em trai của anh em trai của mẹ. Dạ. Có thể lớn hơn, có thể nhỏ hơn, và anh em rể cũng là Matula. Dạ. Matula ở trong tiếng giống như ở trong trong tiếng Anh chúng ta có chữ uncle. Uncle đôi khi người tiếng Anh họ không có phân biệt là bên cô cậu hay là bên không phân biệt bên nội hay bên ngoài. Còn ở đây chữ Matulena chỉ cho bên ngoài. Chúng ta nhớ một điều rằng Ấn Độ là theo cái chế độ mẫu hệ, và người con ta lấy họ mẹ, giống như Đức Phật á, ngài không lấy họ vua Tịnh Phạn mà lấy họ của mẹ, gọi là Gautama. Mẹ là Maya Gautami, Maya Gautami, dì là Mahapachapati Gautami, còn ngài là Gautama, chúng ta gọi là Cô Đàm hay Kiều Đàm. Và Matula là cậu, là cậu. Tức là dịch là như vị Bà La Môn leo núi cùng người cậu,
chứ không có người chú. Ở đây không có người chú thưa quý vị. Người chú tức là Viletú. Viletú là thì ở đây không không phải là người người chủ, ở đây là người cậu. Dạ. Vì vậy là môn cùng với người cậu leo núi thôi. Dạ, quý vị đừng dùng chữ đang ở đây. Dạ, đang ở đây chữ đang đó, chúng ta phải chia một chữ khác. Dạ, ở đây là một cách kể chuyện thôi. Kể chuyện chúng ta dùng thời hiện tại đơn giản chứ không dùng chữ này. Bây giờ chúng ta sang câu số 4. Bandito Phupalina Saha Tathagatang Vasati. Bandita là người có trí hay bậc thiện trí. Ở ngoài xã hội đó thì chữ Bandita chỉ như người trí thức, ví dụ người có học vị cao gọi là Bandita. Nhưng mà trong Phật pháp ở trong kinh điển khi Đức Phật dùng Bandita đó là người có thân hiền thiện, khẩu hiền thiện và có ý hiền thiện. Người có ba nghiệp hiền thiện, người là Bandita. Mà để sống hiền thiện người đó phải có trí tuệ. Thành ra đúng là chữ Bandita trong kinh đó, thì ít khi dịch là trí thức. Và Bandita chính dịch là bậc thiện trí. Dạ, bậc hiền trí hay là bậc thiện trí. Tức là có trí mà trí tốt. Có những người thông minh nhưng mà không tốt, họ không gọi là Bandita được. Dạ, chúng ta gọi là bậc hiền trí, hiền trí hay là bậc thiện trí. Chứ Bhupalena và Phu tức là giống như Phu biết là mặt đất hay là cõi đất hay là chúng ta gọi là cương thổ. Và cương thổ là Pala là người hộ trì, cái người bảo vệ người hộ trì cương thổ. Thành ra Phupalena dịch là bậc dân chủ hay là bậc vua hay là bậc quân vương. Và bậc quân vương nhà vua đó. Saha là với Tathagatang. Tathagatang là Như Lai, là bậc đến như vậy. Và đây là một chữ rất là đặc biệt. Đức Phật ngài ngài không nói là ngài là thượng đế mà ngài nói là ngài là người đến như vậy. Bậc đến như vậy là Như Lai. Chữ Như Lai có nhiều nghĩa ở trong Phật giáo. Ví dụ như là một cái vị mà từ trước cho đến sau nói chuyện đều nhất quán. Ở trong cái đêm thành đạo, ở trong nhiều phút ngày chuyển pháp luân, ngày giảng về tứ đế, về duyên khởi, cho đến khi ngày viên tịnh niết bàn thì ngài vẫn nói như vậy, nên gọi là Như Lai. Chữ Như Lai là một chữ rất là đặc biệt ở trong Phật giáo. Và Pasati thì nhìn thấy bậc thiện trí cùng với nhà vua nhìn thấy Đức Như Lai hay nhìn thấy Đức Phật. Dạ, nhìn thấy Đức Như Lai là chính xác Tathagatang. Và nếu chúng ta biết ở trong Pali thì không có, nhưng mà ở trong cái một từ Latin thì chúng ta dùng chữ Tathagatang, chúng ta biết khoa. Và biết khoa chỉ cho the Buddha. Tức là một cái có tất cả là chỉ định rõ ràng đó là Đức Phật. Dạ, chỉ là Đức Phật thì bậc thiện trí cùng với nhà vua nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy Đức Như Lai. Bậc thiện trí cùng với nhà vua nhìn thấy Đức Như Lai. Bây giờ chúng ta sang câu số 5 thưa quý vị. Số 5 là Pramano Putena Saha Suriyan Vandati. Một lần nữa, Pramana. Chúng tôi xin lỗi quý vị, cái chữ thì bị thiếu, nó thiếu chữ khác ở giữa. Quý vị chờ chúng tôi chứ. Cái
chữ này, chữ Brahmana có chữ H ở phía sau chữ A dài, cái chữ chữ này nó dùng chữ Sanskrit. Cái Sanskrit mà họ đọc đúng, họ đọc không đọc là Brahm mà họ đọc là Prak, và Brahmana, và Brahmana bây giờ đó. Còn ở trong tiếng Pali đọc là Brahmana. Brahmano Vutena Saha Suriyan Vandati. Vị Bà La Môn hay là vị Phạm Chí. Buddha là con trai, Vutena là cùng với đứa con trai Sú Ích. Saha là với, cũng là một cái giới từ. Suriya là Suriya giá là mặt. Thật ra thì Surya Vandati đúng ra là bị Bà La Môn để bái mặt trời, nhưng mà ở trong cái nền tín ngưỡng của Ấn Độ gọi là bái hỏa giáo. Và bái hỏa giáo cái chuyện mà lễ bái mặt trời là do cái đạo thờ thần lửa mà ra. Và mặt trời được xem như là một cái biểu tượng, một biểu tượng cao nhất của Thượng Đế. Và mà chúng ta thấy hàng ngày mà lễ bái mặt trời tức là lễ bái thần lửa, mà chúng ta gọi là bái hỏa giáo. Thì thờ mặt trời này hay là thờ thần lửa đã có, không phải chỉ Ấn Độ mà có ở Trung Đông, ở vùng Tiểu Á, là khắp nơi họ đều có cái tục thờ mặt trời. Cho đến khi mà Thiên Chúa giáo ra đời, Hồi giáo ra đời thì dần dà thay thế vào. Nhưng mà cái nền tín ngưỡng về lễ bái thần lửa hay lễ bái mặt trời đó, nó vẫn còn rất thịnh hành cho đến ngày hôm nay. Quý vị nào sang bên Ấn Độ đi ra sông Hằng buổi sáng thì các vị Bà La Môn ra đi lễ bái mặt trời và đọc những câu thần chú, thì chúng ta có thể thấy được rất là rõ ràng. Thật ra vị Bà La Môn cùng với đứa con lễ bái mặt trời hay là lễ thần lửa, lễ thần lửa. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là với năm câu vừa rồi đó, thì quý Phật tử có muốn câu hỏi thắc mắc gì về văn phạm không? Dạ, có vị nào có câu hỏi hay muốn hỏi về văn phạm thì xin quý vị quan kỳ cho biết. Dạ, cô Trà Khúc Quan Kỳ, không biết Trà Khúc là nam hay nữ, xin Quan Kỳ post câu hỏi giùm cho. Dạ vâng, thấy cô Lan Như Nguyệt đưa tay, xin mời cô Lan Như Nguyệt. Dạ, thượng tọa, con tôi hỏi rằng trong các cái danh từ của Bali thì có một số là danh từ nam tính, nữ tính hoặc là trung tính, thì mình trong trường hợp nào mình dùng nam tính, trường hợp nào mình dùng nữ tính, và trường hợp nào dùng nam tính, trung tính. Từ hồi tới con tìm cái từ nó cơm đó, thì con thấy từ cơm nó có ba chữ, là một chữ là nam tính, một chữ là trung tính, một chữ là nữ tính. Thì con không phân vân không biết rằng trong cái trường hợp nào mình nên dùng cái từ thuộc từ nào. Dạ con tính như thế này. Chú Vân xin trả lời cho cô trả lời cho cô Lan Nhà Nguyệt trước, rồi xin sau đó trả lời cho cô Trà Khúc. Thứ nhất là sự phân chia về cái giới tính, nam tính, nữ tính, trung tính, là chúng ta chỉ căn cứ theo từ điển. Và nếu một người mà nếu mà học tiếng Pháp vậy đó, thì ở trường tiếng Bali mình học quen đó, thì mình biết ai danh từ nam tính, trung tính, nữ tính. Riêng về lớp học của chúng ta thì cách mình chúng ta nói thì ít, chúng ta chỉ dịch thôi, và dịch dựa trên những cái từ vựng mà đã được đưa ra, thì quý vị không phải lo lắng nhiều.
Ví dụ hiện nay chúng tôi chỉ cho một số danh từ là toàn là nam tánh, chúng tôi chưa có, chúng tôi chưa có đưa danh từ nữ tánh, thành ra quý vị không phải bận tâm về chuyện đó. Thật ra thì về cách dùng cũng cùng một chữ mà ba giới tính khác nhau đó. Ở trong cái văn phạm phản ngữ đa phần là ở trong cái thế giới của ở trong văn học phản ngữ thường chia ra hai cái thế giới là một thế giới của thi ca và một thế giới của đàm thoại. Và đàm thoại chúng ta giống như ngày nay ở trong chữ Hán cái văn quan thoại, văn quan thoại thì ở trong cái thi ca đó thường người ta dùng nữ tính nhiều, từ nữ tính nhiều. Nó cũng giống như trường hợp của cô Trà Khúc có hỏi về chữ Sá Há và chữ Sá Đinh, thì Sá Há và Sá Đinh thì căn bản giống nhau, nhưng mà chữ Sá Há chúng ta tìm thấy ở trong cái danh từ gọi là thuật ngữ thì nhiều hơn, danh từ thuật ngữ nhiều hơn. Còn chữ Sá Đinh thì chúng ta dùng tìm thấy ở trong thi ca cũng nhiều, thi ca nhiều hơn. Trong cái văn dịch thì chúng ta sẽ dùng cả hai. Nhưng mà khi mà mình nói cho hay á, nói cho đúng á, thì trong cái thuật ngữ chuyên môn thì người ta xài chữ Sá Há nhiều, nhưng mà trên phương diện gách tha, cách gọi là ca bình á, thì ta dùng chữ Sá Đinh nhiều hơn. Đó là cái quan sát. Chị về điểm này đó, quý vị Phật tử khi mà dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pali, quý vị dịch một thành vấn đề. Thành vấn đề đó, nó thành vấn đề vì chúng ta chưa có đến mức một gọi là dịch theo cái kiểu mà có tất cả văn chương mà mình thì đọc ai cũng hiểu hết. Chẳng có trả lời cho cô Trà Khúc luôn. Còn cô Lan Diệu Việt hỏi về vấn đề nam tính, nữ tính cùng một chữ nhưng mà nó có ba tính khác nhau đó. Thì đa phần là nó tùy vào cái mạch văn, nó tùy vào cái ngữ cảnh của cái vị mà họ biết rồi họ xài cái đó. Chúng ta nhiều lúc cũng rất là khó, và rất là khó nói, nhưng mà có cái này mà chúng tôi thấy ở trong trong ngôn ngữ nó có trường hợp là tiếng Việt Nam của chúng ta khi mà mình muốn nói danh từ cao và danh từ hay đó, mình hay dùng chữ Hán. Ví dụ như là thay vì nói sư anh nghe nó không hay, mình nói sư huynh, hay là nói sư chị nghe không hay, nói là sư tỷ, thì mình dùng chữ Hán đó, mình nói nghe hay. Người Miên, người Thạch mà nếu mà họ muốn nói cái danh từ mà trí thức, danh từ cao á, thì họ lại sử dụng chữ Phạn hoặc chữ Sanskrit hay Pali. Thì ví dụ như đời sống họ dùng chữ Chivit, Chivit từ chữ Chivita mà ra, thì họ dùng danh từ gọi là giống như chúng ta dùng danh từ Hán Việt vậy đó. Thì đó là trường hợp các quốc gia mà cái nền văn hóa của một quốc gia nhỏ, mình dựa trên cái cơ sở ngôn từ của một quốc gia lớn để mà mình tạo ra những cái từ mà chúng ta gọi là những danh từ xài cao á. Còn các cái nền văn hóa lớn như là Trung Hoa của Ấn Độ á, thì thứ vì họ là quốc gia lớn mà nền văn hóa lớn, thành ra họ hay chế tác ra nhiều từ, và những từ này á, nó trở nên rất là tế nhị. Và do cái tế nhị như vậy đó nên cái người có trình độ văn hóa cao họ sẽ biết dùng một cái chính. Ví dụ như nói về một người nữ thì họ nói cái gì giống như là mỹ nhân, họ nói về ngọc nữ, nói về tố nữ, nói về tài nhân,
cúng người người nữ, nhưng mà một người phụ nữ đẹp, nhưng mà họ gọi một mỹ nhân khác, mà một ngọc nữ khác, một túi nữ, nữ khác, họ chế như vậy. Còn ở trong tiếng Phạn thì cũng tương tự như vậy. Ở trong tiếng Phạn tức là thay vì nói cái từ đó là cái từ nhiều người thường xài, thì đôi khi họ dùng những cái từ mà nó ít xài hơn, cái từ nó phong phú hơn, thì để cho thấy cái trình độ họ cao hơn, tại vì họ dùng được nhiều chữ. Lấy ví dụ như họ nói rằng một người mà với cái trình độ văn hóa họ giới hạn đó, thì họ có chừng đó chữ họ xạo đi xạo lại, nhưng một người mà tương đối là có học hiểu nhiều thì họ lại xài được nhiều chữ. Dạ, họ xài, họ dùng được nhiều chữ. Thì ở đây chúng tôi hiểu hoàn toàn là khi mà quý Phật tử học học tiếng Phạn, đôi khi trong tiếng Phạn nó có nhiều chữ như là chữ tâm thôi, mà họ nói là chích tá là tâm, rồi quý nha ná là tức, rồi má ná là ý, rồi chữ chê tá, vân vân, rất là nhiều chữ, mấy chục chữ nói về chữ tâm không. Nhưng mà khi mà mình học rồi đó, học thời gian lâu rồi, mình sẽ có một chút phân biệt. Ví dụ như họ đó không nói là chích tá si cá, mà họ là chê tá si cá, là thuộc tính của tâm chẳng hạn. Bao giờ chữ chê tá và chích tá thì nó cũng từ một cái ngữ cách mà thôi. Vì vậy trong một cái ngôn ngữ như tiếng Phạn hay là chữ Hán đó, thì họ bắt buộc là họ phải có một cái số dùng ngữ rất là phong phú, rất là giàu có, và thường là nó tạo nên những cái mà chúng ta gọi là những cái đồng nghĩa, những cái đồng nghĩa. Nhưng mà trong cái từ đồng nghĩa đó đó thì nó cũng phải có cái tinh sát, và tinh sát đồng cách dùng. Ví dụ như một người mà mới học tiếng Anh mà mình nói là theo, nó là thu, đó là c, nó là speak, thì cái Việt Nam dịch cái nào cũng là nói hết, speak cũng nói, c cũng nói, theo cũng nói, thì mình biết phân biệt nào. Nhưng mà khi mình dùng tiếng Anh thời gian mình quen, mình biết à, cái chỗ đó mình không thể nói là mình to say được, mà mình phải nói là to tell hay là to speak chẳng hạn. Thì chứ là xin thưa rằng hiện nay đó, chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta không có không có đào sâu vào vấn đề gọi là tinh nghĩa. Tinh nghĩa tức là sự phân biệt cho nó rõ ràng, mà chúng ta chỉ nói đại khái thôi. Và đại khái dần dà thì chúng ta sẽ thấy rằng một số cái dạng từ nào đó, thí dụ như quý Phật tử nghe nói chữ Saha Kata là câu hữu, hay là nhiều danh từ mà dùng chữ Saha, Sa chá tí là đồng sanh chẳng hạn, thì mình thấy rằng những cái thuật ngữ mà chuyên môn họ dùng chữ sa há chứ không dùng chữ sát kim, nhất là cái từ thân chí thì danh từ kép á, không dùng chữ sát kim mà dùng chữ sa há nhiều hơn. Thì do vì chúng ta dần dà rồi chúng ta sẽ là quen với điều này, khi nói phải nói cho đủ. Dạ, yeah. Cảm ơn sự quyết tâm. To speak a language, to say something, to tell someone to do something. Ok, dạ. Yeah. Bây giờ thì động từ theo chủ cách. À, cái câu hỏi của xin đợi chị có nghe được, quý vị có nghe lại được không? Dạ quý vị, dạ. Quý vị, cô Trà Khúc có hỏi về số nhiều của động từ á, về là số nhiều. Bây giờ quý vị cứ tạm xài là như vậy đi, cho đến khi học qua bên danh từ về số nhiều, trường đoàn kỳ siêu chắc chắn sẽ giảng điểm này. Đây cũng là một điểm rất là thú vị khi mà chúng ta đề cập đến. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh. Cô Dương Quỳnh có ý kiến gì thì xin mời cô Dương Quỳnh.
kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng, dạ con thì con nằm trong dàn anh si, con thấy rất là nhiều vị vào đây rất là mong muốn học Pali, nhưng mà con mong rằng sư dạy từ từ và từ cấp 1 các bà sư, thì những vị đó người ta mới hiểu được. Thí dụ như ngày hôm nay sư giảng như gì, thí dụ như một câu đọc khúc hoặc là nhân nguyệt đã làm ra được, còn những vị khác thì người ta cũng không có khả năng làm. Mà con thấy sư dịch ra từ từ như vậy thì bà con sẽ đưa lên thì người ta sẽ tiếp thu được, lần sau người ta sẽ hiểu được hơn. Dạ, ý kiến con là như vậy. Và con thì mặc dù đọc Bali thì cũng tạm tạm vậy, nhưng mà biểu dịch từ ra thẳng luôn thật sự là con cũng chưa có biết được. Hãy trước giờ con cũng chú trọng với đọc, với giọng đọc thôi. Dạ, con cũng không có dịch từ ra hẳn, mà con nghĩ rằng tuổi con già đó bạch ngài, nên con nghĩ rằng đọc được đã là một cái điều tốt rồi, chứ còn mà tìm hiểu từ vựng người này kia nhiều quá thì đầu con không có tiếp thu được. Và con thấy Phật tử cũng như con vậy đó, rất là nhiều người nói với con như vậy. Dạ, ý kiến con như vậy thôi. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Chí Bình. Hôm nay quý vị nói điều này thì chúng tôi cũng phải thưa thật với quý vị Phật tử là cho đến giờ này giáo trình bản ngữ đã dạy qua bài 21 rồi, nhưng mà chúng tôi và thượng tọa Tự Siêu vẫn còn đang hơi lúng túng khi mà dạy giáo trình bản ngữ này. Thực ra thì cũng thú thật với Phật tử là khi dạy giáo trình này đó, thì chúng tôi và thượng tọa Tự Siêu có chia nhau là thượng tọa Tự Siêu là đạp ga, còn chúng tôi đạp thắng. Đạp ga và đạp thắng. Nếu vì thấy vậy chứ chúng ta học chậm lắm, chậm khủng khiếp lắm. Chúng tôi nói chưa bao giờ chúng ta học phản ngữ học gì chậm như giáo trình này. Có nhiều bữa chúng ta chỉ học có một chút xíu thôi. Và từ đầu tới siêu thì từ đầu rất là muốn đi nhanh, còn chúng tôi thì chúng tôi cứ phải chậm lại, giống như hôm nay quý vị thấy rằng chúng ta không học văn phạm mà chúng ta chỉ học cái phần một số các từ vựng thôi. Hồi khi mà chúng tôi về từ đầu tới siêu đi học, thưa quý vị, tất cả những bài quý vị mà đang học tại đây, chúng tôi từ từ đọc chỉ có hai bài buổi học thôi, không hai buổi học thôi. Ví dụ như hồi nhỏ chúng tôi học chia danh từ theo 8 cách, và chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, định sở cách, rồi hô cách chẳng hạn, thì học một bữa một bài. Tất cả 8 cách học một bài. Bây giờ chúng quý vị biết là hầu như một cách là học một tuần thôi. Còn được chia động từ cũng vậy. Thành ra có nhiều khi quý vị ở bên ngoài quý vị thấy đơn giản, vì ở trong đó, giữa chúng tôi và thượng tọa Tự Siêu, chắc ở đây sư Đại Tri là sư biết rõ đó, là đôi khi rất là lấn cấn. Và lấn cấn tại vì thượng tọa Tự Siêu học thượng tọa thấy học chậm quá. Học chậm quá, không sao, lần một chút thôi. Bây giờ thì xin mời cô xin mời cô Lan Nhân Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con kính bạch thượng tọa, con xin có một cái ý kiến như vậy về cái vấn đề bài tập đó. Thì thí dụ như ngày hôm nay giảng về cái văn phạm là vấn đề gì, thì sư cho vài câu mẫu và sư cho bài tập để tuần sau chúng con làm. Tuần sau khi mà ôn lại đó, thì khi mà chúng con làm những bài tập đó thì chúng con cũng dựa theo những cái câu mẫu, nhưng mà như vậy thì nó dễ hơn cho chúng con. Còn bây giờ nếu mà trường hợp mà như bài ngày hôm nay thì có những cái câu hỏi bài tập của bài mấy tuần trước, thì khi mà lật lại ôn lại như vậy thì cũng hơi là khó cho chúng con, là phải đi lục lọi lại bài vở. Mà nhưng có nhiều các đạo hữu khác thì nhiều khi không biết là bài vở cũ nằm ở đâu. Nhưng mà mặc dù con đã có làm cái trang lưu trữ và lưu trữ những cái bài những kỳ trước để cho mình dễ theo dõi đó. Thành ra bây giờ nếu mà trường hợp mà khi mà ngày hôm nay giảng văn phạm về vấn đề gì, thì sư cho một vài câu mẫu và sư cho một số câu bài tập để mà chúng con sau khi nghe giảng xong rồi chúng con từ từ chúng con làm trong tuần lễ đó. Mà nếu mà để lâu quá thì cũng quên mất tiêu là
là cái bài giảng nó như thế nào mà đi tìm lại cái bài cũ để mà nghe lại thì cũng cũng khó cho một số như một số các đạo hữu khác. Dạ con có ý kiến là như vậy, cho con xin xuống. Dạ vâng, cảm ơn cô Lan Nhật Nguyệt rất nhiều. Thật ra thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái giáo trình học Phạn ngữ này đó, nó phải là một cái kết hợp của cả ba ý kiến, là Thượng tọa Thiền Sư là người giảng và quý Phật tử là người học, còn chúng tôi là người soạn bài. Dạ, làm sao kết hợp cả ba luôn. Thật ra hôm nay thì đáng lẽ là Thượng tọa Thiền Sư đó sẽ giảng cái phần văn phạm. Văn phạm ở đây là đi qua các từ vựng, nhưng mà tiếc là cái hệ thống đường truyền của Thượng tọa có vấn đề, là Thượng tọa không có đi vào các bài giảng được. Dạ, dạ. Lừa đảo gà, không ai đào thắng. Dạ có. Đấy, cô Từ Mẫn không biết chúng tôi đào thắng gì nữa. Nếu mà cô Từ Mẫn mà về nói chuyện với sư Tuệ Tri á, là cô Từ Mẫn biết chúng tôi đào thắng liên tục. Thì bây giờ nó như vậy. Chúng tôi hoàn toàn ghi nhận ý kiến của cô Lăng và Nguyệt. Để một tuần á, thì trong cái bài tập chúng tôi có cái câu mẫu vui, dạ, nhắc lại câu mẫu, và rồi có bài tập, dạ, có bản tiêu vựng, thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị Phật tử sẽ làm được dễ dàng, sẽ nhiều nếu chúng ta có câu mẫu, dạ, quý vị sẽ làm dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì đúng như cô nói, đó là cái bài tập của tuần rồi mà có nhiều vị không có nhớ bài tuần rồi dạy cái gì nữa, thì lấy đâu mà làm được. Dạ, thì kể ra cũng là một bài. Quý Phật tử quan hỷ cho chúng tôi một chút là chúng tôi có một công việc cần phải làm. Thượng tọa Tư Quyền ơi, Thượng tọa có ở trước máy mà Thượng tọa có nghe được không? Xin hỏi Thượng tọa Tư Quyền, Thượng tọa. Xin hỏi Thượng tọa Tư Quyền, Thượng tọa có trước máy, Thượng tọa có nghe được không vậy? Nếu Thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ. Dạ. Bà nghĩ giảng cho một chút. Dạ. Dạ. Thì tôi quyền hôm nay đó, chúng ta có một đoạn trong kinh văn nói về vua Ba Tư Nặc đến đảnh lễ Đức Phật và nói lên cái niềm hoan hỷ là thấy chư Tăng sống theo Đức Phật là chư Tăng sống an lạc, sống tự tại, chứ không phải sống trong cái tâm tư sầu khổ, tâm tư phiền muộn. Thì Thượng tọa Tư Quyền có thể giảng thêm một điều, đó là đời sống của một vị tu sĩ, cái sự an lạc và sự bất an của chúng ta nó ảnh hưởng như thế nào đối với người Phật tử, và chúng ta làm sao để giữ cái tâm được an nhiên, và giữ được tâm an nhiên có cái lợi lạc gì cho hàng tại gia cư sĩ. Thì xin thỉnh Thượng tọa Tư Quyền quan hệ nói về điểm này. Kính thưa Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Thầy Tôi để chúng tôi nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi phải lên đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, để đến Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông, cũng chưa tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý thân mục, cũng chưa Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng tọa, quả thật thì nói về cái đời sống của Sư Tăng là một cái phần khá là quan trọng để cho người Phật tử lấy cái đó là nó làm cái chỗ nương về cái phẩm hạnh tu tập, về cái tri kiến và cũng như về cái cuộc sống của mình. Nếu như một vị tỳ kheo đó hay một vị thầy đó ở nơi làng, nơi sớm đó mà có chuyện gì thì có thể nói rằng nó cũng cộng hưởng, nó cũng đồng cộng hưởng rất là nguy hiểm đến cho, rất là gần kề đối với cho,
người tại gia cư sĩ. Có thể nói cái vai trò hộ đạo hộ pháp đó là một sứ mệnh mà Đức Phật đề giao cho hàng cư sĩ, thì họ cũng có cái tâm hộ đạo hộ pháp rất là to lớn. Mà cái sự to lớn đó nó đòi hỏi tất cả chúng ta phải có một cái, phải có một cái sự, sự thực hành đúng, cái sự suy nghĩ đúng. Bây giờ thì có thể nói rằng là nếu như một bồ thầy tỳ kheo hay là trong trong hàng ngũ tông già nói chung, có một chuyện gì đó nói theo ngày hôm nay, có một chuyện gì đó nó chấn động, nó chấn động dư luận, chúng tôi gọi dư luận đó thì cũng chính là những hai cư sĩ đó. Mà nếu như một cái trạng thái an nhiên tự tại tốt đẹp á, thì nó làm cho hàng thời gian cư sĩ hết sức là quan hỷ. Như chúng ta thấy làm như vậy thì những người chưa có niềm tin họ sẽ tăng trưởng niềm tin. Như có một lần hình như cũng là vua Vasenadi, lưu quỳnh sẽ mừng những tu quên vua Vasenadi được một quan cẩn thận dẫn vào một cái để mà để từ đó mình cảm thấy ở một bên, tức là xong tức là đi vào đến nơi và các thầy tỳ kheo một cảm thấy lặng thinh, một cảm thấy yên ổn, mà rất là nhiều các thầy tỳ kheo ở nơi đó, thì một cái trạng thái sống mà nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó an nhiên như vậy đó, làm cho vua cũng phát khởi niềm tin đồng cảm rất là lớn, và nó cũng chính là một sự yên ổn tốt đẹp. Không cần một cái ngôi chùa to, không cần phải Phật lớn, không cần phải một chùa Vĩnh Lam cụ tự hay đại tự lớn lao đông đảo chư tăng, ở đó có những vị tỳ kheo có đời sống, cuộc sống bình thường, có sự tu tập một cách căn bản. Người ta nghe được lời kinh tiếng kệ, người ta thấy được cái sự tham cứu tham học của chư tăng, thì đó cũng là một niềm tin, niềm tin cho hàng tại gia cư sĩ. Mà bởi vì phải nói rằng không cần phải những cái lễ lạc lớn lao đông đảo và tốt đẹp, nhưng chỉ là một cái sự sinh hoạt bình thường của hàng ngũ tăng già mà bao đời nay. Nếu như chúng ta bước tới những cái nước quốc giáo, chúng ta mới thấy cái nhịp sống, sự sinh hoạt của chư tăng nơi đó một cách bình thường, một cách nhẹ nhàng đi qua. Nhưng ở đó nó để lại một cái tính tâm của những người Phật tử vẫn hộ độ bình thường, chứ không cần một cái gì lớn lao. Bởi vì chính đó là đời sống tu tập nó an nhiên, và nó tâm thái của cái thầy tỳ kheo hay là ở trong chùa đó có một sự yên ổn, có một sự hòa thuận. Nếu như ở một nơi nào đó mà chư tăng bất hòa thì làm cho Phật tử cũng ảnh hưởng, thì thế là nó theo nhóm, theo phe cũng chết nữa. Còn nếu như chùa đó có một sự đoàn kết, có một sự vững mạnh, coi như là vì nhỏ vì lớn gì đó, tôn giả hiền giả gì, có sự kính trọng, có sự khiêm nhường, có sự tôn trọng lẫn nhau, thì điều này hết sức là tốt đẹp. Nó khác hơn, nó khác hơn nếu như Phật tử họ đi vào, họ thấy chư tăng có cái sự không đồng thuận với nhau, không có hòa thuận với nhau, hay hoặc là có cái đời sống tách biệt với nhau, thì họ, nếu mà như con người có niềm tin, thì thật sự họ rất là buồn, họ rất là mất đi cái sự hoan hỷ, mất đi cái niềm tin tính. Cái điều này nó hết sức là quan trọng. Cái đời sống an nhiên, tự tại, cái đời sống mà hòa thuận đoàn kết của chư tăng, để cho tăng chúng không, để cho tăng chúng nó không có xáo trộn, thì cái thứ việc ảnh hưởng đến đời sống của cư sĩ họ rất là quan hỷ. Khi thấy hình bóng đó, khi thấy vai trò đó, họ đến lễ bái, họ đến cúng dường, rất là tốt đẹp. Phải nói thật sự, vai trò của một người ngày hôm nay, nhiều khi chúng ta nghe một số vị này đi nói xấu những vị kia cho những người cư sĩ nghe, thì cái đó là phi sa môn,
không có tư cách của một vị sa môn, một vị của người tu, mà đem có gì hỡi mà mình ghét người ta thì mình không thích người ta, thì mình hài cái tật xấu này tật xấu kia, chuyện không nói có rồi nói không, vân vân. Chính vì cái chỗ đó làm cho hàng cư sĩ họ buồn đi, chứ không phải là chúng ta đừng nghĩ rằng nói như vậy mà người ta vui đâu, mà thật sự người ta buồn. Người ta buồn bởi vì sao vậy? Tại sao mà mấy sư lại nói xấu với nhau? Tại sao mấy thầy nói xấu với nhau? Bao nhiêu đó thôi cũng là một điều mà phải nói khiếp đảm rồi. Chứ đừng nói chi là cuộc sống mà không có, không có đồng hòa đồng tâm sự, không có cùng nhau, Bồ Tát không có cùng nhau để mà biểu quyết một cái chuyện gì đó mà rất là lợi ích cho Phật Pháp. Thì tâm tư của người cư sĩ không biết chơi vơi ở chỗ nào. Bởi vì cuộc sống này người ta phải mệt mỏi, người ta phải hy sinh cả một hố nước mắt để tìm một miếng cơm, miếng bánh, miếng cháo, cái điều kiện để sống. Và người ta chia phần đó, dè sẻ cái phần đó để cúng dường lại, để với cái tinh thần vai trò hậu đạo hậu pháp, người ta gieo cái lập hành trang cho người. Thì kính thưa quý vị, đòi hỏi mỗi người tu phải có một cái, phải có một cái sự cố gắng tinh tấn, và phải có một sự tu tập tốt mới được đưa đến cái lợi lạc. Chứ còn nếu như cái đời sống của tăng chúng mà không an nhiên, nếu như có một vị nào đó, chúng tôi nói thành thật mà, chúng tôi cũng chứng kiến có những lúc cũng tội nghiệp Phật tử từ trong nước cũng như ngoài nước, dịch bệnh, nghe nói dịch bệnh tới từ trong cũng như ở ngoài nước, quý vị cũng chuẩn bị cho chư tăng đầy đủ gạo cơm tức vật dụng để chư tăng có thể yên tâm tu tập. Rồi những cái điều kiện sinh hoạt của đại chúng, họ muốn rằng có cái đại dịch xuất hiện có cái sự nguy hiểm đe dọa đến cái đời sống của tăng đoàn, nhưng họ cũng muốn là hậu trì thôi, thì vẫn hậu trì. Thì đây chính là những con người có tấm lòng về đạo. Chúng ta phải hiểu điều đó. Và cái tấm lòng của chư Tôn Đức Tăng già hay là tấm lòng của chư Tăng cũng phải hiểu rằng không có một hạt cơm từ trên trời nó rơi xuống, không một cái mảnh vải tự động xuất hiện, không có một viên thuốc mà tự động mà nó rơi có trước mặt chúng ta đâu. Mà đây chính là cái sự lao động, cái sự vất vả, cái sự đổi lấy, cái sự mệt mỏi mà nhiều khi mang tới bệnh hoạn, hay là nhiều khi đưa đến cái sự chết chóc của người khi đang làm việc, khi trên đường làm việc, vân vân. Để có những cái phần lợi tức đó, để có những cái điều kiện đó mà cũng nhiều. Cho nên tâm của các thầy tỳ kheo cần có một cái tấm lòng, có một cái tâm để tu tập. Chỉ làm xong, nếu như không tròn vẹn ở một cách tuyệt đối thì cũng cách tương đối, chúng tôi xin một chút gì đó gọi là tương đối, làm sao để không gây cái tác động, cái sự đau buồn cho những người có niềm tin cho giá trị tăng đoàn. Nhiều lần vừa tâm sự với vấn đề, nhưng mà nhiều khi cũng có những lớp dạy, nên chúng tôi cũng truyền đạt cái điều chúng tôi muốn. Tất cả chúng ta còn phạm, chứ chúng ta cũng nhớ rằng làm cái gì chúng ta cũng còn nhớ đến Tam Bảo, còn nhớ đến cái đại thể của tâm già. Và đó cũng chính là cái ân đức của Phật mà chúng ta chưa trả hết. Đừng để những cái chuyện mà nó xúc kình, hoặc những chuyện mà nó bất ổn nó xảy ra trong tăng đoàn, tội nghiệp những người Phật tử, họ nghe họ buồn lắm, họ nghe họ không, họ khổ lắm. Bởi vì sao vậy? Cái điểm tựa của chính họ mà bị như vậy, vân vân. Rồi đã có một số người đó, nhiều khi nhiều tâm tư của người Phật tử tốt, cũng có nhiều tâm tư của một số người chưa đầy đủ niềm tin,
thì họ lại tạo những cái chuyện này cái chuyện nọ, nó gây bất ổn cũng có. Nhưng chúng ta sống làm sao chúng ta không có trình dư luận cho rằng mình làm hay là không làm, mà tự mình chính mình nhìn lại chính mình và thực hành theo cái lời dạy của Phật thì chúng ta sẽ tốt. Cái đời sống của người tu dựa trên 10 cái điều tấm niệm đó, hình giác tới đây khác hơn kẻ thế, quê của nó dâm như chùa Phật Cô. Hình giác tới đây khác hơn kẻ thế. Parapati Patha Me Jivika, sự nô mạng của ta ở cái cách anh nhau mê cấp vô cá ra đi vô. Đây là chúng tôi thấy cái chỗ này, anh nhau mê cấp vô cá ra vô. Chúng ta làm sao cho cái niềm tin, cho cái sự lễ bái, cho cái sự đối đãi của người cư sĩ đến đại chúng tham gia, hay là cái tấm lòng hộ pháp, cái tấm hộ đạo, tấm lòng hộ tăng đó của người cư sĩ đến đại chúng tăng, cho nó một cách không là tuyệt đối thì một cách tương đối, chứ không đánh đổi. Thì cái thứ quý vị, đó là cái vai trò của một người tu. Những chuyện gì á lớn á, chuyện gì lớn lao căng thẳng hãy cho nó quá nhỏ, mà chuyện nhỏ thì nó quá không có cái gì thì nó cũng sẽ được tốt đẹp. Chứ phải một chuyện đó bắt đầu bên A nói bên B, sư A nói sư B, sư B không vừa lòng với sư A thì tất cả sẽ là nguy hiểm vô cùng. Trong đời sống tu tập mà nói rằng là hạnh phúc nhất cũng là đau khổ nhất, vui nhất, buồn nhất, sướng nhất, cực nhất, thì ai đứng những biên bờ đó cũng sẽ chào thua trước cuộc tu. Cho nên tất cả chúng ta nếu mà khéo sống khéo tu, đời sống của người tu tạo cái tâm thái nó an nhiên, nó nhẹ nhàng, không chuyện gì mà không giải quyết được, không chuyện gì mà nó tồn tại mãi. Tốt cũng như thế, cái điều kiện xấu cũng như vậy, nó là pháp hữu vi, nó là vô thường, nó đổi thay. Thì nếu như tâm tư của hàng xuất gia mà được vững tâm vững mạnh như vậy thì cái đời sống của chúng ta nó tạo thành một cái sức mạnh keo sơn hết sức là đặc biệt, hết sức là tốt đẹp. Tôi duy cho đó. Cũng như cái đời sống của một vị xuất gia, một vị trụ trì, một vị thầy của hàng đệ tử, cái giá trị thầy đó, mình là người tiếp dẫn họ đó, mình phải có một cái, có một cách vượt, có cái tâm vững chắc, vững chãi trong cuộc sống, đối diện trong cuộc sống. Từ cho tôi mới làm được cái chỗ nương cho người. Có những chuyện hết sức là to lớn, hết sức là khủng khiếp, nhưng rồi mình cũng khuyên được, mình cũng giải quyết được, cho hàng cư sĩ nó đi qua được. Bởi vì cái đời sống tâm linh, cái đời sống tinh thần, cái đời sống tu tập của họ nương nhờ vào chư tăng. Cái này nó thật. Có một số cư sĩ nói thôi bây giờ tôi sợ lắm này sợ kia, họ không hiểu, và chỉ quen biết với một số người này, một số vị này, một số vị kia, rồi họ không có vừa lòng, rồi họ phán được một câu thôi bây giờ chưa tăng như thế này, chưa tăng như thế kia. Thì chẳng những con người họ không thật tu, họ cũng không thật là để hậu trì Phật pháp, mà họ chỉ biết cái tính ta của họ, cái chấp ngã của họ, của tự của họ thôi. Họ mất đi cái đó thì tất cả là mất đi hết. Bởi vì cái thứ quý vị, cái sự quy y của họ không phải là quy y Phật, không quy y với một người, quy y với Tam Bảo, không phải quy y với Tam Bảo, với Phật pháp tăng, chúng tăng đại thể, mà họ chỉ hướng tâm đến một người hay người gì đó, và rồi họ cứ suy nghĩ như vậy. Dù hèn cũng thể, dù vậy cũng có là cạch mía sâu có đốt, nhà dầu có nâng, chứ không phải chúng ta không có mưa được, khả nắm được. Và cũng như thế, nếu chưa tăng có một sự độc lập, có một sự điều phục, có một sự tự tâm mình suy xét, tự túi thuốc, mình kiểm điểm mình, để mình tạo cái sự vững chắc, vững an của mình, tạo sự vững chắc, vững an của mình, thì từ chỗ đó mình mới là một người nó có một chỗ dựa, nó có sức mạnh mà lại chứng được nương nhờ. Đây là cái điều chắc chắn như vậy. Thì kính bạch thượng tọa, đây là chính là đôi điều chúng con có xin có vài lời để tiếp tục để chờ thượng tọa, mà không tin những từ thượng tọa, nếu có điều gì không tốt thì kính cung thượng tọa.
cái trên sư tòa thầy quyền. Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Dường như sư Nguyên Thông không có mặt ở trước máy phải không quý vị? Dạ quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Xin hỏi quý vị Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi vào chùa đó, chúng tôi có một cái cảm nhận này mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn giữ một cái niềm tri ân cảm kích vô lượng vô hạn đối với sư trưởng. Có nhiều khi chúng tôi nói là sư trưởng là một vị đại ân nhân trong đời đó, thì nhiều vị có thể là không có hiểu rõ, nhưng mà chúng tôi có được một cái duyên phước là sư trưởng là người truyền cho chúng tôi cái cảm hứng, một cái niềm hoan hỷ để học Phật pháp. Và cái niềm hoan hỷ đó nó trở thành một cái động lực đi theo suốt cả cuộc đời. Khi mà cái gì mà mình thích, mình hoan hỷ rồi, thưa quý vị, mình học nó dễ lắm, học rất là dễ dàng. Ngày hôm nay đó thì có một số chư tăng vào chùa mà thấy rất là tội nghiệp, là bởi vì các vị không có một cái nguồn cảm hứng để mà học. Cái này thì nó lạ lắm, mình rất là khó nói. Tức là khi nào mà mình thích cái gì rồi đó, thì bị dù trời nắng trời mưa, dù khó dù dễ, mình cũng muốn học, muốn làm tốt hết. Quý vị để ý chung quanh có những người họ thích tuần vườn. Khi họ thích tuần vườn rồi đó, thì họ làm vườn không có cực. Họ thích buôn bán, họ buôn bán không có cực. Họ thích nấu ăn cũng không có cực. Khi mình thích học Phật pháp cũng vậy. Thích học Phật pháp thì một quyển kinh nào cho mình một vài cái gợi ý, mình cũng hoan hỷ. Mình học tới đâu cũng hoan hỷ. Thì điều mà chúng tôi rất là mong muốn ở trong lớp học này là làm sao mà chúng ta có thể truyền lửa cho nhau, chuyển lửa cho nhau được. Tức là chúng ta chuyển cho nhau cái lòng nhiệt thành, chuyển cho nhau niềm hoan hỷ, niềm tình yêu mạnh mẽ, là chúng ta học như vậy có lợi lạc. Ngày xưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng khoảng chừng giữa năm 1975, tức là 30 tháng 4 là có biến cố, tới khoảng sáng 6 tháng 7 thì sư trưởng có nói với chúng tôi một điều rằng cái việc quan trọng nhất ở trong chùa bây giờ đó là làm sao cho chư tăng mọi người giữ vững được tinh thần. Tại vì cái thời đó có quá nhiều vị hoàn tục, và có quá nhiều vị cảm thấy rằng những cái chương trình sinh hoạt tu học này nọ gần như là bế tắc hết, không ai phát tâm hoan hỷ. Nhưng mà rồi sư trưởng bằng cái này cách khác tác động được những người học trò đệ tử cùng hoan hỷ, cùng hăng hái. Và chúng tôi nghĩ rằng đó là một điểm mà đời này kiếp này chúng tôi không bao giờ đền đáp hết được sư trưởng hết. Bởi vì sao vậy? Cái người mà chuyển đạt cho chúng ta những cái sự hăng hái nó không phải dễ. Và do vậy chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử khi mà mình học vào trong chánh tạng hay học chương trình phản ngữ, học thắng pháp, mình luôn luôn mình giữ trong lòng mình một điều rằng nếu mà mình thấy được giá trị của môn học đó, mình thấy lợi lạc của môn học đó rồi, thì chúng ta sẽ học nhanh, học dễ. Chúng tôi trong cái kinh nghiệm bản thân của mình,
Hồi trước chúng tôi học Anh văn không phải là vì chúng tôi thích học ngôn ngữ trước kia. Chúng tôi học Anh văn chỉ đơn giản là do chúng tôi thích đọc sách. Có một số các cái sách vở như sách vở Phật học mà trong thế giới Anh ngữ nó nhiều lắm, hay là sách về tâm lý học hoặc giả là sách về lịch sử, những sách đó ở trong tiếng Việt mình không có, và chúng tôi rất là thích học những môn đó nên chúng tôi học Anh ngữ. Và phải nói chúng tôi học Anh ngữ một cách rất là thoải mái, chứ chúng tôi không cảm thấy cực nhọc, không cảm thấy mệt mỏi. Hồi xưa chúng tôi học Phật pháp cũng vậy. Rất tiếc là hôm nay không có thường tập tự siêu, chứ khi mà chúng tôi còn nhỏ đi học ở Văn Hạnh với thường tập tự siêu á, thường tập siêu và chúng tôi đi học cùng với Hòa Thượng Minh Châu á, thì thưa vì khi học với Hòa Thượng Minh Châu á, phải nhận được Hòa Thượng giảng á, rất là khô khan, nhưng mà ngày nào cũng mong cho đến giờ học hết, ngày nào cũng mong tới giờ học, thích học lắm. Tại sao thích học? Là cũng nhờ vào các vị tiền bối, những vị đi trước như là Hòa Thượng Minh Châu hay là Tịnh Sử hay Sư Trưởng, và luôn luôn tác động đến chúng tôi bằng nhiều lúc còn nhỏ 11, 12 tuổi thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng cái môn học này thật sự là đáng khoa khỉ, có lợi lạc, mà học được một bài kinh thấy khoa khỉ. Bây giờ có nhiều khi chúng tôi thấy rằng cuộc sống nó có cái lợi là ngày hôm nay đó, thì mình có rất nhiều thứ, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận là đôi khi có quá nhiều thứ thì chúng ta mất đi cái cảm hứng đối với một vài thứ nào đó quan trọng. Ví dụ như là bây giờ chúng ta có iPad, bây giờ chúng ta có Internet, chúng ta có YouTube, có này kia, có phim Tàu, có phim Hàn Quốc, rồi có những cái này kia. Đôi khi mới nghe thì cuộc sống mình đã đa dạng phong phú, nhưng mà coi chừng những cái đó nó làm cho chúng ta đánh mất đi cái sự nhiệt thành quan hệ đối với chuyện học Phật pháp. Mình phải coi chừng, cái đó phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta cứ mãi rong chơi, ham chơi quá thì cái việc học chính yếu chúng ta bị lơ là, chắc chắn như vậy. Và do vậy chúng tôi rất mong tất cả quý Phật tử trong những môn học tìm thấy ở một cái góc cạnh nào đó một cái nguồn cảm hứng thật sự. Và từ nguồn cảm hứng này chúng ta tiếp tục đi tới trong việc học và thực hành lời Đức Phật. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên Chư Tăng đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con nhập hình xin thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ấp, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con kính tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Đến chư thiên bậc thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực từ khắp cả tình hoàn, từ không
giới thiên giới, xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện, rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên, quân đồ hướng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyến thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình dứt khổ sầu, vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ, đăng hoa mê buôn nhang na sa va ca gia hoa hân hô tua ca tê ca lê, do sự vô tao mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày.